Đến Singapore là chúng tôi với một tâm thế là ăn mặc thế nào để cho nó giống người bản địa. Đúng. Nhưng mà không có một người bản địa nào ăn mặc giống chúng tôi cả. Nên chúng tôi quyết định là tách biệt khỏi cộng đồng luôn mọi người ơi. Vâng, nhìn cái. Hello mọi người, tôi vừa xuống sân bay và tôi có 3 tiếng để ngồi chờ một người nữa. Và trong lúc mà người còn lại đang đi tìm một cái quán nào đấy để ngồi thì tôi sẽ ngồi đây uống cái nước thần này. Đây là nước uống collagen của Innerbee. Thì cái này mình cũng đã uống được tầm mấy ngày rồi. Theo thông tin của hãng thì đây là một dòng collagen thủy phân khá là dễ uống với hàm lượng là 3000mg. Uống cái này ấy, thì nó có vitamin C này và nó có một cái hương vị xoài chua ngọt khá dễ uống. So với những cái loại mà collagen khác ở trên thị trường ấy thì loại này dễ uống cực kỳ bởi vì nó có cái mùi thơm thơm, chua dịu nhẹ nhàng. Mình là một người mà bị đau dạ dày cho nên là mình hay uống cái này vào cái tầm giữa buổi như này. Không uống kiểu sớm quá hay là muộn quá hay là cái lúc mà đói quá bởi vì như thế kiểu mình sẽ dễ bị cồn ruột ấy. Về before và after của sản phẩm này và những cái hiệu quả về nó thì mình sẽ update ở trên kênh TikTok của mình. Ngoài ra thì nếu như mà bạn nào muốn trải nghiệm sản phẩm này miễn phí thì mọi người có thể ấn số phút bên dưới cái phần giveaway á. Đó, chơi giveaway với mình để tăng cơ hội được nhận sản phẩm này free nha. Nhập cảnh thành công vào Singapore và tôi đã có rất nhiều cú sốc đầu đời. Cái cú sốc đầu tiên đấy chính là nhìn thấy quốc tịch Việt Nam thì người ta sẽ thường hơi nghi ngại một tí hay sao ấy. Thế nên là mình đã đứng ở đấy đúng 2 tiếng, người ta hỏi cả tôn ti họ hàng nào bới xới lộn đi với ai, ở đâu, làm gì, như thế nào. Thế xong rồi cuối cùng chốt hạ là hỏi Lin làm nghề gì. Lin bảo là Lin là fashion stylist và mình là một YouTuber, mình sang đây làm content thôi. Thế là mới được thả nha. Đồng hành với tôi ngày hôm nay, Photo Sơn Khoai. Thấy người ta mặc đồ màu xanh, nhuộm tóc đỏ là cũng phải cố bắt chiếc y chang. Anh bắt chiếc em ấy. Cú sốc thứ hai đấy chính là mình không hề biết rằng ở đây không dùng cái ổ sạc tròn như này. Mình vẫn cứ đinh ninh rằng là mình mang cái sạc này là được rồi. Tại vì bình thường ở châu Âu thì cũng chỉ dùng cái ổ tròn này thôi. Thế xong rồi là đây. Cái ổ người ta dùng là cái ổ hình gì ấy. Đấy, nó như thế này. Và cái ổ của tôi nó là cái ổ tròn. Trời ơi, người chị của em. Chị ổn không ạ? Không biết ổn không, chứ nó hỏi là có cái gì trong này bí mật không phải kiểm tra. Đây là thành viên cuối cùng trong cái trip này. Má ơi, mặt mày tới nhẹp lắm. Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng tôi mặc quấn ngược mọi người ạ. Khảo sát đằng sau nó cứ tớm lên thế này. Xong là đằng trước thì nó lại quấn ra. Thế cái túi nở đằng sau như thế này. Chuyến này là chị đi được một mình nhưng vô tình gặp hai người bạn nha. Nhưng mà chị là lý do để em đi chuyến này đấy. Ủa, mình vô tình gặp nhau mà lý do gì? Con này. Lạnh quá. Lạnh nhất là lòng người luôn á. Không có chị, nó thì nó cũng không đi du lịch đâu mọi người ơi. Nó sẽ vẫn cứ mày ở nhà. Thật sự là mình đã có ý định là đi du lịch từ tháng 7 và nhưng cái trip này đã từ tháng 7 rồi. Nhưng mà tháng 7 là em bị rất là đau lòng vì em bị chửi nhiều trên mạng quá. Thì nên tháng 10 mình đi để mình giải tỏa cái sự buồn bã đó bằng một cái trip đi Singapore. Mình buồn hẳn 3 tháng nữa. Bây giờ không ai thèm chửi mình nữa. Thì mình mới đi. Thì mình mới đi. Bây giờ đi làm content về bị chửi tiếp. Mọi người chửi mình đi ạ. Năn nỉ bây giờ mình nhớ cảm giác bị chửi quá kìa. Trời ơi. Nam nữ là thụ thụ bất thân nhá. Tôi là phải ở riêng chứ không ở chung với hai người này. Cái phòng này là không phù hợp với người bị không gian sợ không gian hẹp nhá. Nhưng mà phòng này cũng gọi là hẹp rồi đấy. Phòng tắm cũng sạch đấy, cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, sáng sủa. Hơi nhỏ thôi. Nói chung là ok. Chị Rom thuê cái phòng này vì cái view này 2,7 nhá, đẹp. Là đã discount rồi đấy. Cái này thì chúng tôi book qua chai bò loca nha mọi người. Rồi. Mình phô và nhé, mình xoay vài vòng nè. Xoay vài vòng xoay. Chào em.
đi nào. Giới thiệu về cái khu này một chút xíu nha chị, đã có kinh nghiệm đến Singapore được vài tiếng rồi. Đây là khu của người Ấn, nó là tiếng Thái gặp được rất nhiều người Ấn, người ta gọi là Little India. Đây em à. Quay hình cái. Đây là outfit buổi đêm ngày hôm nay, matching với chị Ron. Phải vạch cái denim của chị ra. Đây. Thế là matching rồi nha. Bọn mình vừa về nhà thay đồ tắm rửa xong, bây giờ sẽ đi loanh quanh xem là có cái gì ăn, có cái gì chơi, có cái gì chụp ảnh. Nói chung là chuyến đi này là theo hệ tâm linh nha, mọi thứ đều là phát sinh. Papa là gì? À, đừng. Hôm nay chúng tôi không muốn quay phim. Hôm nay tôi muốn riêng tư. Này, nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn riêng tư nha. Chết rồi, tội nó quá luôn ấy. Nhưng mà cái này nhìn ngon nhá. Mình mới mua chiều nay. Đây đây bánh mặn chứ. Bánh mặn. Chết cái này nè. Ngon, cái này nhân dừa, nhân dừa. Ô chị ơi. Ô. Ngon nhất luôn. Có start một cái bánh mặn. Ngon nhất. Trời ơi, mấy cốc này nhìn như xe ti Việt Nam vậy. Tôi cảm giác như tôi đang ở Sài Gòn á. Mai sẽ đi chơi chất lượng hơn nha. Vâng, chị đi chơi chất lượng hơn. Không hiểu sao sang Singapore mà lại chọn McDonald's. Hay quá. Hôm qua tính là sẽ dậy lúc 6 giờ để wake up, nhưng mà trời mưa nên ngủ cố tới bây giờ. Không bao giờ có cái chuyện mà hẹn nhau dậy sớm mà dậy được. Hoang đường. Lúc mà đang kẻ mắt ấy là im phăng phắc, lặng như tờ. Đánh mặt không nói một câu nào. Chưa, em chưa làm nói chuyện, em chưa xong những phần tâm linh. Đăn đã xong. Mọi người thấy không? Làm gái xinh không có dễ. Outfit of the day. Nay thì chúng tôi mỗi người sẽ mang theo một cái vali này nữa để đựng đồ đi chụp hình dần. Sẽ đi rất là nhiều địa điểm, nói chung là tranh thủ nhá chị nhá. Đầu tiên là mình sẽ đi Ice Cream Museum. Ok. Đi Chinatown. Và sau đó qua Marina Bay nhá. Ok, không hiểu đây là vlog của ai luôn á. Mọi người nghĩ là chỉ có một vali này thôi sao? No. Mỗi người một cái mới chịu nha. Mỗi người mặc mấy bộ đây? Thì là 3 bộ nhá. Em cũng 3. Nếu có thời gian thì sẽ mặc 4 bộ. Okay, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi Ice Cream Museum. Yeah. Nếu mọi người di chuyển ở Singapore thì mình nghĩ là nên đi Grab sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với là taxi bình thường, vì taxi bình thường sẽ đắt gấp đôi. Và nó còn tiện nữa nhỉ? Ừ, tiện hơn nữa. Và giá Grab ấy, trung bình thì nó cũng bằng giá Grab ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Chị nghĩ là có khi rẻ hơn đấy, tại vì tính ra là mình đang đi ở nước ngoài thì có những cái khác nó sẽ mắc hơn. Ừ, với cả là có những cái đoạn đường thì mình không nên đi MRT, bởi vì là đi MRT nhiều khi là trên đường bộ nó gần. Ừ. Nhưng mà đi MRT nó xa, bởi vì nó nằm ở trên cái trục line của nó phải đi đúng line. Thế thì như ở nước nào cũng vậy, trừ Việt Nam. Việt Nam có mà đi. Sắp
sắp có rồi luôn. Hôm nay thì chủ đích của chúng tôi sẽ là đi chặt chém nha. Cũng không đến nỗi là chặt như kiểu các fashionista đi fashion week, nhưng mà cũng mà chặt hơn những người bình thường không chặt. đúng rồi. Chị đúng là chị của em. Ủa, chúng tôi đi hết 13 đô tiền taxi đến đây là để các người đóng cửa hả? Mở cửa ra. Sau khi mà đến đây rồi thì mình mới phát hiện ra là ở đây chỉ mở cửa vào thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi. Còn sẽ đóng cửa vào thứ 2, thứ 3, thứ 4. Thứ 4 chúng tôi về mất rồi. Thế thì đã ăn rồi. Đang ở Chinatown này, rồi mình đi đến Marina Bay này. Mình search một cái này. Đấy là người ta chỉ mình luôn. Vâng. Hiện đại thế nào? Sau khi mà biết người ta chỉ bán vé một ngày thôi thì chúng tôi quyết định sẽ đi taxi cho nó nhanh ấy. Và đỡ đòi mệt quá. Tại vì một ngày tận 10 đô mà chúng tôi chỉ đi một lần ấy. Vâng. Mà tối có bạn chị rước đúng không? Đúng rồi. Xuân Kiều Plaza. Bây giờ có thêm cái gì thế cay. Qua bên đây, bên ta cái gì sẽ qua bên đấy này, cái đỉnh này thấy không? Cái đỉnh này, lên nó chơi buổi tối trên đó nha. Ok, thôi, let's go. Vú nuôi tần tảo, vừa phải xách đồ, vừa phải chụp ảnh nữa, thương thế nhở? Ôi trời ơi, thương thế nhở? Bây giờ chúng tôi sẽ thay đồ, sau đấy thì sẽ lên trên tầng thượng để chụp nốt cổ cuối thật chặt. That's okay. Thank you. Cái view này là quê mình không có nha mọi người. Đến Singapore là chúng tôi với một tâm thế là ăn mặc thế nào để cho nó giống người bản địa. Nhưng mà không có một người bản địa nào ăn mặc giống chúng tôi cả. Nên chúng tôi quyết định làm tách biệt với cộng đồng luôn mọi người ơi. Ok, thời trang Việt Nam thật chặt. Cảm ơn anh Aneste đã may trên bộ đồ này ạ. Anh Aneste ở chỗ này của em cũng muốn một bộ chặt giống như vậy ạ. Cái view này thì
thì là ở trên tầng 56 của Marisan Bay. Để lên đây thì mỗi người sẽ phải mất độ 16 đô la Sing. Và tôi đã book cái này ở trên Traveloka đấy mọi người. Mọi người có thể ấn vào trong cái mục mà địa điểm vui chơi tham quan ấy, xong rồi chọn Singapore, rồi chọn Marisan Bay, rồi bắt đầu book lên đây. Giá vé tính theo tiền Việt Nam sẽ là hơn 300 nghìn một lượt. Nói chung là cũng hợp lý để có thể chụp được nhiều tấm ảnh ở đây. Lên đây tầm 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều là cực kỳ hợp lý. Bởi vì lúc đấy là nắng nó nhẹ nhàng và đón hoàng hôn nữa. Mà đón hoàng hôn ở đây hơi lâu bởi vì ban ngày hơi nhiều ấy. Hai chị ơi, xong chưa? Đến lượt em chưa ạ? Mình vừa về phòng tắm rửa để thay một bộ đồ khác. Trời đã tối rồi mặc màu đen này có ổn không chị? Ổn ạ. Ổn á? Thì lên nhìn thấy gì không ta? Không sao đâu, nhưng mà có đèn là được rồi. Cái mặt chị vào trông sáng trưng luôn nè. Ôi xinh, chị thì con gái nít nè, em là con gái xong. Quán này thì được bạn Jerome là một người dân bản xứ giới thiệu. Đi đâu có bạn, không chịu bộ bây giờ. Vâng, nước nào cũng có bạn hết đấy. Còn nước nào nữa hả chị? Campuchia là cái này. Em anti những món đậu, nhưng mà em thấy món này ngon. Ui, nó mềm. Ngon đấy, thả miệng ra từ lúc nhé. Thả miệng ra đây. Ngoan đấy, có chị rồi. Mấy cái món kiểu là món tàu, món xinh ấy, là cái nước chấm rất là quan trọng cho mọi người đây. Ngon lắm. Rồi đây là vlog của ai? Của Linh Tiêu. Từ đầu đến giờ là nói hơi nhiều. Ăn trước cho đỡ đói nha bé. Thêm hai món là món này. Đây là cá chiên hả? Ừ, cá. Cá chiên với cam mướp đắng. Và đậu hũ non chiên hả? Cá này ok rồi chị ạ. Đây. Ăn hết từng này nha. Triệu mấy nha? 1.7 triệu. Chị ăn thấy cái giá này hả? Thực ra đối với mức giá này á, đối với người giàu chị nó khá là bình thường lắm. Linh trẻ, mà Linh trẻ. Hey Ron, the big city BD. Như buồn tiếng á, mà đẹp cũng nhiều. Quán cơm vừa nãy thì là bạn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giới thiệu. Và đây là bạn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hi. Raven, Tracy, can you say hello? Thì chúng tôi còn đánh giá khẩu vị của người Sing là thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà cho đến khi mà chúng tôi được khai sáng rồi bằng cái quán cơm gà, bằng cái quán cơm gà thì tôi thì ra là chúng ta ngu chị ạ. Bây giờ tới đây một cái quán gọi là ngon nữa mà bạn bản địa người Singapore cũng recommend, đó là quán mì cá viên. Có vẻ là cực kỳ ngon. Ok, bây giờ ra đây ăn rồi chúng tôi sẽ đi shopping ở Orchard. Ở Orchard thì bạn ý bảo là nếu như mà đi Singapore mà không đến đó thì tức là coi như chưa từng đến nữa. Không phải là con nhân sư đâu nhá, mà là Orchard nhá. Cái này ăn chung với cả cá viên hả? Vâng. Thấy có khả năng là món này ngon nhất. Cho em một cái nè.
này ở đây trông nhìn nó futuristic nhỉ chị nhỉ. Đây một mùi rất là thơm nè mọi người. Recommend mùi này nha. Chai nước hả chị? Ui, có chai kìa. Hai lô. Dĩ vậy mấy nét đó nào. Xinh quá. Ôi trời ơi, xinh. Mồ hôi ôi trời. Xinh không ạ? Xinh không ạ? Ôi trời ơi. Ở Singapore là phải xinh nhá. Vâng. So beautiful honey. Trời ơi, đang photo quá đi thôi đấy. Đi rồi. Bây giờ là mình cũng ăn rồi. Mình quay top top, mình cũng quay rồi. Mình chụp ảnh, mình cũng chụp rồi. Nước thì mình cũng uống rồi. Thế bây giờ là mình đi mua túi nhá. Đấy, xong rồi em đi vào đây. Thế xong rồi ghép cái bài gì của Sunny Hạ Linh. Một mình em lang thang từng góc phố. Một mình em lang thang từng góc phố. Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau. To nước bạn nhiều đồ ghê. Mọi người nhìn mới nhé. Oh. Hello, welcome to Diesel. Một cái nào? Quyết định đâu? Có mấy màu, có mấy màu xem xem. Cái màu này cũng xinh. Màu này xinh nhờ. Nhưng mà màu đỏ hình như là hợp nhiều với nhiều đồ của mình hơn. Hợp với Linh nhất. Vâng. How much is this? 375. Này, okay. Thank you. Welcome. Thì mình có đặt hàng ở trên Traveloka, 3 suất ăn, mỗi suất thì tầm hơn 300.000 tiền Việt Nam. 304.000 thì sẽ có một súp khai vị này, một món chính. Thì bọn mình chọn 3 món khác nhau để tôi có thể ăn chéo của nhau. Và một phần nước. Đây là món cuối cùng. Cho đến ngày hôm nay, ngày gần cuối rồi thì mình xin được phép công nhận là người Singapore nhạt thật. Chị thấy nhạt không? Này không có topping à? Chán đấy. Nhưng mà với mức giá 300.000 thì em không dám chê một điều gì thêm mà. View ổn, giá ổn. Không phải hỏi gì thêm. Vậy thì nói là người Singapore họ sẽ hơi nhanh, cái nhịp sống họ hơi nhanh ấy. Họ sẽ hơi phớt lờ một chút xíu, họ có nhiệt tình. Họ nhiệt tình nhất. Ai cũng nhiệt tình luôn ấy. Từ taxi, từ Grab, từ nhân viên, từ cái anh bảo vệ. Từ người đi đường thấy mình đang đứng vật vờ xong tát nó vào. Bảo, xích vào. Sợ xe tông. Đấy. Trang phục cồng kềnh vừa nãy. Thế là tôi đã đổi sang giày sneaker và cái bộ hôm qua. Ngày nào mà nó trắng cồng kềnh. Ngày nào mà nó trắng cồng kềnh. Dessert mọi người bản địa chỉ. Nhưng mà nó đã đóng cửa. Đây là thỏ ngọc 1 nhá. Còn đây là thỏ ngọc 2. Úi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Đây là chè, chè gấu ngủ ngon. Ơ lộn, chè gấu tắm chứ. Em thì em ăn được mỗi món này rồi sao ấy. Mình bị dị ứng sữa cho nên là món sữa tươi này là không ăn được nha mọi người. Mọi người ăn hết 6 cái bình này đi nhá. Em ăn cái này. Cái này có sữa tươi không? Cái này không có sữa tươi, nó là trà và bột sữa. Thử nhá. Yeah, ngon không chị yêu? Cái đúng đó.
Nước này ngon này. Bây giờ tiếp mục đi mua quà nhá. Chẳng mua được cái gì. Mua mì gói cho mẹ đấy. Quay coi chị này. Ở nhà mẹ tôi rất hay ăn mì gói. Mà ở đây chỉ bán 6 gói có 20 nghìn thôi. Đây là vlog của ai? Của Liên Tiêu. Chúng tôi đã về đến nhà và bây giờ đang pack đồ để ngày mai ra sân bay về quê. Yeah. Vali của Photo Xuân Khoai. Chảy ở sao lại mang vali xách tay để đi sinh ấy. Không giàu như những người bạn ở đây ấy, không, không nghĩ gì cả. Thôi thôi đừng nói thế. Xảo quá đi. Thấy tôi mua một cái túi cũng phải mua y hệt. Chanel. Bao nhiêu nhỉ? 400 triệu. 24 đô la sinh nha mọi người. 24.000 đô. Hôm nay tôi có mua được một chiếc túi diesel rất xinh. Rủ Ron mua cùng mà Ron không mua. Hello. Hello Mộc Mộc. Last day in Singapore. Không hề ở đây đâu, nửa ngày thôi. Nửa ngày thôi à? Dạ, đến bữa cuối đúng không? Rời quê chồng về lại quê hương. Hương nhìn ngon. Turkey with it, you got turkey. Dạ. Em muốn là cái nào? Em chicken đã. Cái này, sao đi ăn đây cho. Uy tín phết. Trời ơi. Ôi dồi ôi, đến ngày về rồi mà vẫn còn hơn 100 đồng. Chỉ giúp ra đâu các bạn, chỉ giúp ít lắm. Giúp là tầm 200 triệu. Xài còn như đây. Tôi vừa thay một bộ đồ khác để thay chụp hình twist tay. Bây giờ thì thôi, chúng ta tạm chia tay nhau từ đây. Về nhá. À, chị Linh không quan tâm, Linh không quan tâm. Gặp nhau ở Sài Gòn nhé. Bây giờ là Ron sẽ về Sài Gòn trước, còn chúng tôi sẽ bay chuyến sau. Bye bye chị yêu. Mình vừa check in xong và bây giờ mình đang ngồi chờ để bay về Việt Nam. Nhân lúc đang ngồi chờ ấy, thì mình sẽ thông báo mọi người một tin rất là hot. Có hot không ta? Nhân dịp là tháng 10 này cũng là tháng sinh nhật của Lin, cũng là lúc mà Lin bước sang tuổi 26 và đánh dấu 3 năm làm nghề của mình, cho nên là mình muốn gửi rất là nhiều yêu thương đến tất cả mọi người. Những người mà đã cùng đồng hành với mình từ lúc mà mới chập chững bước vào nghề cho đến lúc mà thăng hoa nở rộ và cả những lúc mà mông lung khó khăn nữa. Người ta thì thường hay nói là trưởng thành không phải là cái lúc mà mình nhận ra là mình sắp 30 rồi, mà là lúc mà mình muốn cho đi nhiều hơn là nhận lại. Đây là một chiếc giveaway cũng bự bự một chút xíu nha mọi người. Và team Lin thì đang tổng hợp lại tất cả những món quà, sau đấy thì mình sẽ thông báo từng mục cho mọi người. Và những phần quà này sẽ tới từ đầu tiên là thương hiệu INV. Đây là một thương hiệu mà mình đã nói ở ngay đầu video. Đây là một loại nước uống mà mình rất là yêu thích bởi vì đây là một loại collagen rất là dễ hấp thu và nó thực sự giúp cho mình có một làn da đẹp hơn mỗi ngày. Cho nên là Linh rất muốn chia sẻ sản phẩm này đến tất cả các follow của mình. Phần quà tiếp theo sẽ đến từ hai thương hiệu là Q và Suimura. Mỗi phần quà thì sẽ gồm có một sản phẩm Q và một thỏi sao su như thế này. Ngoài cái toner hoa cúc này ra thì mình còn có cả mặt nạ nước sét này và một lọ kem dưỡng ẩm như này nữa. Thì phần quà của chúng ta sẽ có một Q và một su nha. Ngoài ra thì với cương vị là một fashion stylist thì Linh sẽ không quên mang đến cho các bạn những phần quà về thời trang đến từ thương hiệu Ichu. Đây là một thương hiệu mà Linh rất là yêu thích và thường xuyên mặc và cũng thường xuyên cho các khách hàng của mình mặc nữa. Linh đã đem đi Phan Thiết này và chuyến đi sinh vừa rồi nữa này và đang mặc trên người nữa này. Và với thương hiệu Tatichu thì sẽ có 3 voucher, mỗi voucher trị giá 1.500.000 đồng. Mọi người có thể mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc có thể mua online, chọn tùy size, tùy mẫu mọi người thích nha. Đây thì đều là những brand về mỹ phẩm và thời trang mà Lin rất là thích, cũng hay sử dụng và đồng hành với Lin trên nhiều chặng đường. Vì thế cho nên là Lin đã lựa chọn những sản phẩm này vào giveaway để mọi người có thể trải nghiệm cũng như là chia sẻ cùng mình nha. Thể lệ thì Lin sẽ để dưới phần mô tả nhé. Nói chung là dễ lắm mọi người ạ. Nói chung là mọi người cứ follow tất cả những cái tài khoản Instagram, Facebook, YouTube, TikTok của Lin đó, quanh quanh đó, và tag những người bạn của mọi người vào chơi. Nói chung là nhiều quà lắm mọi người ơi. Và đừng quên chuyên mục những tấm lòng thơm tho, những trái tim thánh thiện, những cung bậc cảm xúc của mọi người dành cho Lin. Kỷ niệm về Lin này, một video mà gây cảm xúc mạnh tới bạn, hay là một lần nào đấy mà mọi người vô tình gặp mình ở ngoài đường ấy, thì cũng kể cho mình biết rồi nha. Một món quà siêu to sẽ được Lin ưu ái comment một quả tim thật to. Và mọi người hãy cùng tham gia giveaway với mình nha. Ai chơi rồi thì nhớ vào nghĩa kết quả nha, kẻo trúng rồi mà không biết ý. Ok, bây giờ thì chắc là Lin sẽ bay về Việt Nam đây. Tạm biệt mọi người.